chào các bạn hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một loại cây cây này thì chủ yếu được trồng để mà làm cảnh thôi vì hoa nó khá là đẹp còn về tác dụng chữa bệnh thì nó cũng có tác dụng chữa bệnh tuy nhiên nó lại có chứa chất độc cho nên là hầu như không được sử dụng để chữa bệnh đâu bởi vì tác dụng chữa bệnh của nó thì ở những cây có tác dụng tương tự nó lại còn tốt hơn so với việc sử dụng cây này mà cây này lại còn mang chất độc nữa cho nên là hầu như không ai sử dụng cây này để chữa bệnh cả chủ yếu là trồng để làm cảnh thôi tuy nhiên thì trong video này mình sẽ giới thiệu lên để các bạn có thêm một nguồn mà tham khảo nhé cây tóc tiên này còn có tên gọi khác là lan báo vũ phong huệ về bộ phận dùng làm thuốc chính là lá và củ củ của nó giống như củ hành các bạn ạ giống như cây hoa loa kèn đấy Tuy nhiên thì cây này nhỏ thôi, chỉ cao tầm 15 cho đến 20 phân thôi. Nó có tác dụng là chữa dụng tóc, giải khát, giảm ho, chữa sốt lị. Vì là những nghiên cứu về cây này người ta không nói rõ về liều dùng và cách dùng ra sao, thì mình cũng chỉ có được những thông tin như vậy thôi. Như mình đã nói cây này thì chỉ có thể là trồng làm cảnh thôi, chứ còn về tác dụng chữa bệnh của nó rất là kém lại còn có độc nữa cho nên hầu như không ai sử dụng để chữa bệnh đâu về độc tính của nó thì nó sẽ gây nôn co giật thậm chí là tử vong cho nên hết sức cẩn thận khi dùng cây này nhé